Xin chào cả nhà. Hôm nay mình đi ra đây mình thấy bưởi, mình thấy có mấy trái bưởi chín này. Thì cái mình hái vô mình làm mứt vỏ bưởi. Mời cả nhà cùng hái bưởi với mình cho vui nha. Ôi. Để xuống chụp. Nè. Nghe. Nặng cái gai luôn vậy. Bữa bự chán luôn. Lâu rồi, chín. Chín dữ lắm ạ. Còn tới nào nữa không? Để mình hái trái một chút đó. Ồ, cái này cũng nặng ghê luôn á. Cái này cũng chín rồi. Đấy, mình nhộn. Gỡ này kìa. Gầy đeo ra cuốn nữa. Mình xin chào cả nhà. Chào. Hôm nay á mình với cô Phương. Cô Phương mới đi vừa đi ghe về cái cô Phương chạy xuống mình liền. Cái mình rủ cô Phương nhà mình có bưởi nè. Cái mình làm mứt vỏ bưởi. Mà cả nhà cùng làm mứt vỏ bưởi với mình cho vui nha. Rồi ai bự thì gọt cái bự đi. Ai bự mở bãi đã, ta kêu bằng mở bãi rồi, mở bãi bự chứ ai bự tài. Cái tiếng như cái sáng không có bự. Rồi, người nhỏ là gọt cái nhỏ phải không? Người lớn người nhỏ. Gọt cái bự chịu luôn. Chịu luôn. Mình gọt mình lấy cái vỏ mình làm mứt, còn mình lấy cái ruột thì mình ăn. Cái hồi mình làm muối ớt mình ăn. Chín ngon lành luôn. Ngon lắm mà đều cái vỏ chưa tới, cô cắt cạn quá. Nè mình đây mình cắt cạn mà lòi rồi nè. Mờ tới ngay đó sao được. Tới đây đang cho đựng đứt cái muối. Ừ. Nè, ngon ghê luôn á. Mình bỏ đó hồi mình lấy cái vỏ. Hồi bãi gọt vậy á hả? Ừ. Làm mứt bưởi gọt vậy nè. Ừ, gọt vậy nè, đặng mình lấy nè, hồi nó mình lấy cho đều nè. Hả? Nè, nè vậy nè. Gọt vậy sắt nó bị cong miếng bưởi không? Ừ. Hồi mình lặn ra. Làm hai kiểu đi. Hai kiểu phải không? Ừ. Còn trắng này nè, trắng xuống này nè. Gọi chuyện hồi nữa mình bỏ cái tông bớt cô Hương. Chứ mình đâu có lấy cái tông hết. Bỏ vỏ mềm á, lấy cái heo ở ngoài á. Còn khỏi bỏ này nha. Cái bữa thì vỏ không rét luôn. Ngon quá. Giao bé cô Hương. Dạ. Đừng cho tới ruột nữa nha. Ừ. Đừng cho phạm nha, này làm bác sĩ không được rồi. Bỏ bác sĩ. Bỏ bị phạm này hả? Bỏ bị phạm rồi. Rồi. Bữa chín ngon quá mà quá. Ừ, bữa này mình làm nó hơi màu hồng hồng nha, chứ nó không có trắng như bữa năm rồi. Vì cái vỏ màu hồng nè. Mình làm mứt á, nó hơi hồng hồng. Ồ cái gì? Tái nặng chín ngon, thiệt là ngon luôn. Hồi hôm nay có hái bán không mà còn bữa chín nhiều vậy? Có mấy tái chín này nè, hôm nay không có chín đâu bán. Phải có chín cũng bán, người ta hỏi ta mua quá trời luôn mà không có. Hồi làm muối ớt xử nha mà quá. Xử thảo này những bữa giờ thấy hè đậm đà của màu bãi cái gì nó cũng đậm đà tên khó quên luôn rồi nè. Đỏ hồng chứ không có đỏ tươi. Đỏ hồng đẹp ghê không, nó giống màu bãi. Bữa này mở ra là tâm bóng luôn á, ăn ngon nó ngọt. Bãi bữa bãi chợ người ta dặn bữa đây hè, bữa xuống chợ người ta dặn. Giờ mình sắc một chút mình ăn chứ phải giờ ăn luôn hả? Thôi sắc một chút đi. À, sắc hồi ăn mở chín không màu bãi. Đi thăm cháu hay gì rồi? Thăm cháu ở đâu? Cháu ở Đô Bến Tre. Sao đi thăm? Hồi tư sinh em bé hay gì á. Dạ hả? Hồi tư ở đây phụ làm công chuyện chút nè. Cứ đi vậy. Mình là ăn cái vui ruột nó trong đây ra bếp cái lượng xốp này nè. Cái còn cái dẻ dẻ gần cái da mình á, rồi mình sắc để cái thịt nó xề nó dày vậy, hồi mình sắc mình xào cho nó đẹp. Đó vậy luôn cho đã. Mà mình làm phải còn the ăn mới ngon nha, chứ đừng làm đừng hết làm the. Nó nặng quá nó dập the. Hết the là không ngon. Để the trị bệnh luôn mà bà. Này mình ăn tốt cho sức khỏe dữ lắm. Cái người mà người ta bị mỡ bụng rồi. Ăn hết mỡ bụng, cái mỡ bụng mà nhiều á, cái bằng mỡ máu vậy cô Hương. Ăn hay lắm.
này ăn hay lắm nè. Nếu có khi cũng đâu có đồ làm, khi tới mùa bán hết không có vỏ bưởi làm. Phải ăn mới có làm. Bưởi này nó cái màu hồng nó ấy, bưởi năm gôi à, tắn tươi kìa, xào rồi tắn tươi ngon lắm. Thấy hồng gụm luôn. Mà để tình biết thấy luôn. Em đi thấy giòn gụm luôn, màu dữ lắm. Để tủ lạnh cũng giòn đâu mà bà. Tủ lạnh mình để tọn đường vô, mình để lửa kêu thấy hoài, tọn điều hoài vậy. Ủa có cốt chanh không? Có. Còn có cốt chanh kìa. Chanh mình dắt. Làm. Không có. Mình hái chanh á. Cái cốt á, cái cốt của nó. Thôi mình hái chanh mình. Hái chanh tươi hả? Ừ, hái chanh tươi mình á. Mình dắt vậy. Cái này mà nấu chè bưởi thôi nó vậy cuôi sắt đá hơn mà bà ha. Chè bưởi ăn cũng ngon ha. Dễ sắt không cô Hương? Dễ mà bà. Sắt mà sao mình làm cho đừng có dập cái the mà bà ăn ngon mà bà. Này mấy người mà bụng bự. Ăn bụng nhỏ rồi. Giảm mỡ bụng ha. Cái này mua mắc lắm nè mọi người. Mắc lắm. Mà ta thấy không còn ăn không còn the à. Đúng rồi. Tơ. Kiểu như người ta xả quá. Ha. Xả quá dập the. Xả dập the. Này thắt vô béo mới ngon ha. Bây giờ lột là thắt không ngon. Này tết là mình làm mình để dành ăn ai tới ăn cũng ngon cũng hơn. Ăn nó không ngán. Không ngờ con làm, không ngờ con làm được chắc là hai trái, chắc được mấy tầm làm. Nó bán bịch gì có nửa tầm, tầm gì anh hả? Chỉ xíu à. Nó xáy gì, phải xáy gì vô bịch á. Mình hết rồi. Mình hết rồi. Nhiều ghê luôn á. Hai trái này nhiều quá mà bà. Hồi vô nấu nó sâu cái tổng. Cái này làm có ai tới lấy lỗng nước cũng ngon. Ngon á. Nhưng đi rồi ha, gán người ta cố gắng người ta ăn cho cái này bụng nó bớt. Để gì mà quá chừng luôn hả. Còn món này để dành mai mốt có khế làm nem chay nha. Cái này còn ruột nhiều quá, ngon quá nè. Có bà chín nó về kêu qua ghé ăn bữa nha. Đi với vợ mất đi. Đi gì lâu dữ rồi ta. Chắc ở chơi lâu lâu đi ở chơi. Hôm nay không gặp thím chín nè, nhớ thím chín quá. Vỏ bưởi. Chè vỏ bưởi. Quá chừng luôn. Mình chắc vỏ bưởi xong rồi giờ cái mình ăn cái bưởi này rồi mình hỏi đi xả cái nấu nước, xả vỏ bưởi. Giờ mình mời cả nhà cùng ăn bưởi với mình cho vui nha. Đúng rồi. Dạ. Mà cậu Bảy đâu mà bả? Không mời cậu Bảy nữa. Mấy bạn hỏi dạ, sao? Cảm ơn mời bả miền Tây. Còn này hồi cũng Hương đem cho tụi nó ở ăn đi. Để thành nghiệp nó, nay nó đi học nó mới xuống. Trường 19. Ừ, 19 nè. Đây nè. Ừ. Cho rồi nhận à. Rồi rồi cái mua bưởi nè. Mời cả nhà mình ăn bưởi. Rồi nó xuất luôn à. Ngọt. Ngọt phải không? Ngon quá mà bà. Nhớ quá từng mua. Cậu Bảy thì đâu rồi? Mời cậu Bảy vô ăn cho vui. Đi mà nè. Đã. Chín quá đừng chín đâu. Đá này chín nhiều quá, chín cái nó không giòn không, chín quá. Nó vừa chín tới thì nó giòn, còn chín quá nó mềm, nước nhiều quá. Ai ăn đồ chua mà ngồi, con ngồi cái bên chắc con chảy nước miếng quá. Ăn này không chảy nước miếng mà ăn mè. Còn có mấy nó mè kìa. Ở thì hết nó hốc mè. Ăn mè kìa. Có miếng giấy này mình dễ mình cháy lắm, mốt có giấy để dành mình nhóm lửa. Có giấy nhóm lửa mà không không? Làm cái đèn cấp như trên bà cụ vậy á. Cái đèn cái dầu lửa mà nó xài để đi hơi tên à. Nó cũng đâu đi thì nhóm lửa rồi mình làm để vô. Nó đi. Quẹ. Nó đi hết. Nhiều ít. Nhiều ít. Không để nhiều để. Để rồi. Mặn này ăn mặn. Có xíu. Chơi chứ nó đâu mặn. Mặn xả ra hết rồi à. Xả ra hết. Mình đổ vô cái thau. Cô Hương cho nước sôi vô. Mà cho nước sôi vô nó nồng lên, nó nồng cái nước khe lên luôn. Nấu lần nữa không? Nấu thì ấm hơn, anh hẹn giờ nóng.
Nó ra nước màu xanh nè, the thấy mùi the. Hồi mình lấy cái nước này gội đầu ngon lắm nè, ngon lắm ha. Vậy cái nước này gội đầu tóc mượt lắm nè, với cái da đầu nó cũng mát nữa. Chút còn để ngồi ngủ gội đầu cũng thôi đi, đừng bậy có muối trong đây muối rồi. Coi thôi bé ơi, một cái yếu, một cái yếu. Cần cái này nhiều lắm biết tính. 200 gram yếu, vậy là còn 800 gram. 800 gram cần chắc 200 gram đường thôi. 200 gram đường cho nó có cái the ăn cho nó có vị thuốc. Cần 400 gram. Cái này mình xào cho tụi nó ăn luôn, mình xào thêm mật ngọt chút đi. Vậy 300 gram đi. 300 gram đi. Bởi vì mình xào ăn làm thuốc thì mình xào hơi lạt lạt. Còn này mình xào cho mấy đứa nhỏ đồ ăn luôn, mình xào hơi ngọt ngọt một chút. Cái đó vậy còn đó 1 gram không? Cái không được ha. Tâm, đúng luôn. Đúng luôn hả? Ngay tâm. Giỏi quá, tay phân. Cân tay á, cân tay. Phân bằng tay. Phân xui rồi cô Hương ơi, chứ không phải giỏi đâu. Tiền theo lúc giỏi nè. Hay không bằng hên, mình ta nói hay không bằng hên. Chanh dắt vô. Hai chanh. Trái chanh cái dắt vô, hai này hai trái chanh ha, ba trái hả? Ừ, ba trái chanh. Chanh bụng. Chanh này mình phải thái để hai bữa mà cho nó mềm á, cái mình dễ dắt đó. Còn mình thái liền á, nó chưa chín. Thái, trời ơi, chỉ ở đâu chứ. Chanh năm nay hết mùa, năm rồi tái bự bự không? Năm nay tái chút chút không? Rồi mình hái 3 tái. Này cái thằng thập bự, cái thập nhỏ, cái thập nhìn chưa? Chị hai dắt xuống luôn, cậu mua dùm dắt xuống luôn. Cái thập nặng thì ghê, cái nóc nặng. Cái thập nó giận luôn chị hai. Mà cái này nó cũng khó bị mấy cái chỗ này. Tại vì nó ấy rồi, còn nó dính vào cái dính vào cái miệng. Sao mẹ lấy xe bùa đó hai. Có ăn gì hai? Đâu vậy đó. Còn cái chào mẹ. Mình cắt chanh ra cái mình dắt vô. Đâu thử nó cũng. Chanh này con dắt không nổi luôn. Cụ mới nắng vô cái mắt à. Con cộng, cụ con cộng dây đi. Con cộng, con cộng. Chút xào lên theo cụ đem xôi cụ. Cái mau trời này thắng này mưa quá trời luôn, mình đâu có xôi gì đâu. Chào ông bà. Chào ông bà đi học mấy gì? Cô đi học rồi, cô đi học mấy gì? Cái hũ này bự quá ha. Cái hũ này chán luôn hả? Này ăn gì cho cải này. Cái gì cái khạp 5 cân gì á. Còn kia hãy khạp da bò. Nhìn bắt lên bếp mình xáy. Mình cho nó khô. Bắt lát thì miễn như mình xáy vậy mà mình trở vậy. Được rồi. Bữa của mình nó khô rồi. Quê rồi. Giòn à. Ăn còn the the, mình dễ cái dễ thành cái chỗ là the ăn. Cái mình làm hết the cũng bụng, mình thả nhiều nước chút. Cho hăng màu bán miền Tây. Cậu nhận màu bán miền Tây ra kìa.
Cốp. Xin chào cả nhà. Bà sao mất không kêu bà phụ tên gì vậy? Này làm cái chút mà cái này kêu có nhà rồi đi kêu. Bữa gì chứ thấy bữa này cô hơn. Cái bữa màu trắng đó. Dạ bữa năm rồi. Bữa năm rồi với ba bữa không có ăn không ngon luôn á. Còn bữa nhà của mình mà. Bữa mờ với bữa long được không? Mấy bữa đó ăn không ngon. Cỡ này bữa da xanh. Bữa long cũng ruột cũng hồng đó. Cái vỏ cũng hồng nữa. Hồng à. Nó màu hồng. Bữa long vỏ hồng. Ăn này thì có nước uống mới ngon. Bữa này mình nấu ấm nước đậu. Mình để cái ấm uống luôn khỏi châm ra. Cảm ơn mợ bà miền Tây. Cảm ơn chị bà. Bữa không bỏ vậy ta. Cái mứt vỏ bưởi của mình xong hết rồi. Giờ mình mời cả nhà cùng ăn mứt vỏ bưởi với mình cho vui nha. Chào cả nhà. Em mời anh. Rồi, cảm ơn bà xã nha. Rất nhiều nhiều đó. Bà cô Hương. Rồi, cảm ơn bà bả miền Tây cho con ăn đến. Mình mời cả nhà ăn mứt vỏ bưởi với mình. Đúng rồi, chị Bái. Mình mời cả nhà ăn mứt với mình. Trời ơi, bà bả miền Tây ơi, lấy vô bà cả nhà ăn. Dùng cho. Ăn cái gộm gạo luôn à. Ăn không? Ngon quá, giống bánh tráng quá. Giống như hạt chuối chiên á. Ngon quá. Đây ăn cũng cũng à. Người ta thấy cũng giòn vậy nè cô Hương. Mà đều nó tấm hơn tại người ta thấy á. Chứ mà nó thấy bữa kia nó tấm. Cũng có độ người ta the ha. Tại này thế á. Để cái the cậu bà. Chứ mình đợi hết the cũng được á. Đợi hết the xả về nước nữa hết tờ. Để chất the ăn cho tốt sức khỏe ha mà bà. Hết the ăn ngon quá, giòn ngon quá. Ăn chứ. Ai cô Hương, ăn đi. Ăn quá. Thấy người ta làm đâu, ăn đâu có giòn, giờ mà giúp chữa như bãi làm đâu. Không có làm rồi, có ăn rồi. Ăn đi chứ. Làm ta lấy cái vỏ trắng, vỏ trong mà, cái trắng rồi. Chứ không có lấy vỏ xanh mà. Lúc giờ bữa phải có vỏ xanh. Cái này thấy ăn tiện mỡ máu rồi. Thấy người mập á, ăn là tan mỡ bụng á. Gụm mà cái này thì nó có chất the. Mà hở mình đâu dám bóp đâu. Xả vài nước là hết the luôn. Ba nước mình xả ba nước. Này mình làm không theo cô Phương, mình lấy cái mình lấy nó ra rồi cái mình để nguyên cái vợ cái da bự nó cái mình lấy đồ mình đập cho nó xịt cái the ra. Đập tiêu hết. Đập bắt cái gì nhỉ? Đó mình sợ nó ra the. Sợ xả sợ ra cái the mà còn cái the thì đâu có còn chắc nữa. Không dám bóp nhở ra the. Tính để cái the. Chứ mình để cái the nguyên cái vỏ bự á, mình khi mình tách nó ra á, mình đập bạch. Cháu đập chi sắp mỏng gì cái tụng nước sôi cái nước nóng bóp ra từ. Mà ăn rồi chết. Ăn hết chết, mà này giòn không? Ăn thì gạo. Ăn hết chết. Hỏi mình có làm rồi mà em không có lấy cái vỏ ở ngoài, em lấy vỏ trong này không à? Cháu tông đâu phải mất bưởi. Mất vỏ bưởi. Em mất gục bưởi. Ăn mày the như mình ăn kẹo the vậy. ăn cũng như kẹo the à, ha. Hồi xưa mình không làm the cũng được á. Mình xả nhiều nước ăn nhiều. Hồi xưa sau chuyên môn đi ba mẹ mình đi chợ gì cái tâm ngóng có mua kẹo con bánh gì không? Sắc mua kẹo the không? Chứ tiền đâu mua kẹo kia. Mua kẹo the. Mỗi lần về cái sách một cài kẹo về cái chiên đó hai cục hai cục cài á. Mà kẹo vừa cũng mắc nữa. Một kẹo the là nhiều vậy chứ mừng dữ lắm. Tại hồi nhỏ còn nhỏ mà. Thấy kẹo mừng không là mừng. Mà đông nứa quá, anh em đông quá là chia đâu có nhiều. Nứa một cục hai cục. Có bột bỏ gì không mà ngọt ngọt hả? Được hay là chiên? 800 gram mà vỏ mình xào 300 gram đường phải không? Mình ăn lần Tết á, lần thì 400 gram cho một ngọt. 400 gram là 1 ký vỏ bưởi thôi chị bà? Vỏ bưởi hết rồi. Mà còn với Hiệp với mấy đứa thì khá người phải ăn cái này. Cho đừng có mở. Mình ở đây ở quê này không có mua cái này chứ hôm rồi á. Bên mắt cái mình mất vỏ bưởi rồi mình bên trung tâm dạy nghề á ta đặt người ta mua dữ lắm mất lắm á sống nhờ sẵn á người ta thấy sẵn rồi mất lắm
bịch nửa tầm gan. Mà thấy không có giòn cho mình mà ơi, không có ăn gụm gụm. Không, em có làm rồi mà không có giòn gì chị bái. Không làm. Thôi chưa tới. Em làm cho cắt ăn á. Thấy nó bị bụng nó bự quá, hơi bự. Nó bị mà không mà. Để cái vỏ đâu cũng ngon. Ừ, để vỏ thè ăn cũng được. Vỏ thè cũng được. Để cái vỏ sợ đắng là nó không ăn. Mà đừng làm ngọt mà chứ. Ừ, rồi xào cho nó ăn lên thuốc để đừng cho ngọt. Vỏ bữa của mình ăn giòn thôi đó, mà nó the. Gớp gớp gụm. Để cái da ngoài nó mới the. Nó cũng không có được cái the. Cái này mà tối lấy ăn dụng mới nghe gụm gụm gụm. Lẹt thì nghe hết rồi. Ăn dụng chắc nghe. Bỏ cái vỏ the ngoài, bỏ chỗ the ngoài nhỏ. Bỏ the ngoài. Bắt gặp. Ăn đâu ăn dụng. Mình cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem clip của mình. Mình xin chúc cho các anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ và dồi dào sức khỏe. Nếu như các anh chị thấy thích và hay nhớ like và ủng hộ cho kênh Mười Ấy Miền Tây. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào.